Rất nhiều người chăn nuôi nhận định khả năng từ giữa tháng 4, đầu tháng 5, đặc biệt là vào hè nắng nóng thì khả năng giá bán heo sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân vì mùa hè nóng nực, người dân giảm ăn thịt heo. Vào hè nóng này là vào hè thì lại càng ế, không bán được đi vì là nóng nên là không có hội hè, không có đám cưới đám xin gì cái mùa nóng. Học sinh nghỉ học, nhà hàng rồi là không có hội hè gì nên là đám cưới đám xin không tổ chức ăn uống nên là rất là khó bán. Khi mà tôi nói lại là khi cái tháng mùa hè, cái lượng tiêu dùng thịt lợn của chúng ta thấp đi thì rất dễ là sẽ quay trở lại với cái giá mà không phải là giá thật nữa mà lại đào giá xuống. Thông thường 3 tháng mùa hè bao giờ cũng là thời gian tiêu thụ thịt các loại ít nhất trong năm. Mặt khác thì từ kinh nghiệm của 3 năm gần đây cho thấy, chu kỳ heo hơi tăng giá và duy trì mặt bằng cao thường là từ 3 đến 4 tháng, sau đó giá heo lại bước vào chu kỳ giảm giá. Như vậy khả năng chu kỳ giá heo tăng cao đợt này đã bắt đầu thoái trào. Vì tính đến hôm nay, giá heo hơi trong nước tăng cao và duy trì mức phổ biến từ 55 đến 61.000 đồng 1 kg đã được 3 tháng. Nếu may mắn thì khả năng giá heo hơi tại Việt Nam sẽ còn duy trì mức từ 55 đến 60.000 đồng 1 kg được vài 3 tuần nữa, sau đó sẽ lại bước vào chu kỳ giảm giá. Rất nhiều người chăn nuôi nhận định khả năng từ giữa tháng 4, đầu tháng 5, tức là khi chuyển sang mùa hè, giá heo sẽ giảm mạnh và duy trì quanh mốc 50.000 đồng 1 kg. Trong 2 tháng qua, việc tái đàn nuôi heo cả trong khối doanh nghiệp và nông hộ đều phát triển rất mạnh. Dự báo trong 2 tháng tới khi lứa heo này đến tuổi xuất chuồng thì nguy cơ nguồn cung tăng cao kéo giá bán lợn giảm mạnh là rất dễ xảy ra. Trước mắt nhà nào có heo to đến ngày xuất chuồng thì cần bán ngay. Tuyệt đối không găm giữ heo chờ giá tăng thêm. Kế đó là cân đối số heo nuôi trong 3 tháng mùa hè sắp tới vì đây là khoảng thời gian tiêu thụ thịt các loại ít nhất trong năm. Ngay từ lúc này, bà con cần bắt tay vào chuẩn bị các giải pháp làm mát bảo vệ đàn vật nuôi. Vì theo dự báo mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kỷ lục. Sau gần 3 tháng tăng giá và duy trì mặt bằng phổ biến từ 55 đến 62.000 đồng 1 kg thì hôm nay, thị trường heo hơi tại Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể hôm nay mức giá bán heo hơi cao nhất trong cả nước đã giảm từ 63 về mức 61.000 đồng 1 kg. Trên bình diện cả nước thì hôm nay giá bán heo trung bình đã giảm xuống dưới 60.000 đồng 1 kg. Việc giá bán heo hơi có dấu hiệu hạ nhiệt được người dân lý giải là do nguồn cung heo thịt trong dân ra thị trường đã bắt đầu nhiều lên. Theo các thương lái, nếu như trong 2 tháng qua chủ yếu nguồn heo cung cấp ra thị trường là của các doanh nghiệp chiếm tới 70% thì hiện nay, nguồn heo nuôi của người dân bán ra đã bắt đầu tăng lên chiếm gần một nửa. Giá heo hơi tại Việt Nam cao hay thấp phụ thuộc vào nguồn cung heo thịt to bán ra thị trường. Nếu ở vào thời điểm mà cả người dân và doanh nghiệp đều có nhiều heo to cùng đến tuổi xuất chuồng thì khi đó nguồn cung ra thị trường sẽ tăng cao kéo giá bán giảm. Kế đó giá bán heo phụ thuộc vào tình hình nhập khẩu lậu lợn sống từ các nước xung quanh và nhập khẩu thịt heo đông lạnh về nước tiêu thụ. Đặc biệt từ mấy năm nay, thị trường heo hơi tại Việt Nam còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch tả lợn châu Phi. Nếu dịch bệnh này bùng phát diện rộng thì người dân sẽ ồ ạt phá đàn bán heo chạy dịch. Khi đó nguồn cung lợn ra thị trường sẽ tăng cao đột biến kéo giá bán giảm sâu. Lúc này bà con cần đặc biệt chú ý bám sát thị trường để có kế hoạch tái đàn phù hợp. Trước mắt nhà nào có heo to đến ngày xuất chuồng thì cần bán ngay. Tuyệt đối không găm giữ heo chờ giá tăng thêm. Kế đó là cân đối số heo nuôi trong 3 tháng mùa hè sắp tới vì đây là khoảng thời gian tiêu thụ thịt các loại ít nhất trong năm. Ngay từ lúc này, bà con cần bắt tay vào chuẩn bị các giải pháp làm mát bảo vệ đàn vật nuôi, vì theo dự báo mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kỷ lục.